À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các con, cô rất vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Ở các buổi học trước thì chúng ta đã biết cách làm các bài toán liên quan đến phân số, các phép tính cộng trừ nhân chia phân số ở trong chương 4, và tính công hình bình hành và các công thức tính diện tích của hình bình hành thì chúng ta đã tìm hiểu ở chương 3. Tiếp theo là chúng ta đã tìm hiểu về tỷ số và các bài toán liên quan đến tỷ số thì chúng ta đã tìm hiểu ở chương 5 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi luyện tập tổng hợp tất cả các dạng toán đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên. Nội dung của bài tập số 1 là tính. Ở đây chúng ta quan sát là có tất cả là 5 câu A, B, C, D. Câu A là phép cộng 2 phân số khác mẫu số. Câu B là phép trừ 2 phân số khác mẫu số. Câu C là phép nhân của 2 phân số. Câu D là phép chia 2 phân số. Câu E thì bao gồm một phép cộng và một phép chia. Bây giờ ta cùng nhắc lại một chút về lý thuyết nhé. Bây giờ đối với phép cộng và phép trừ 2 phân số thì chúng ta sẽ thực hiện là đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng mẫu số để đưa hai phân số này về cùng mẫu. Sau khi đưa hai phân số này về cùng mẫu số rồi thì ta thực hiện là phép cộng hai phân số hoặc là trừ hai phân số thì ta sẽ giải được câu A và câu B. Tiếp theo là câu C. Câu C là phép nhân hai phân số thì ta tính bằng cách là lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. Tiếp theo là câu D. Phép chia 2 phân số thì ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đây, đảo ngược có nghĩa là chúng ta sẽ đảo ngược tử số và mẫu số cho nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa về phép nhân của 2 phân số và ta thực hiện tương tự như câu C. Còn câu A. Câu A ở đây là bao gồm một phép cộng và một phép chia. Thì thứ tự thực hiện phép tính là chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước và phép cộng sau, đúng chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta cùng giải lần lượt tất cả các câu ở trong bài 1 này nhé. Đầu tiên là câu A. Câu A là phép cộng 2 phân số khác mẫu số 3 phần 5 cộng với 11/20. Đây thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của hai phân số này. Ta thấy là 20 chia hết cho 5. Vậy thì mẫu số chung của hai phân số này là bằng 20. Ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 4. 3 nhân với 4 là bằng 12. 5 nhân với 4 là bằng 20. Còn phân số thứ hai ta giữ nguyên. Rồi, đến đây là phép cộng 2 phân số cùng mẫu số thì ta cộng 2 tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Giữ nguyên mẫu số ta viết lại. 2 tử số cộng với nhau ta lấy là 12 cộng với 11 là bằng 23. Phân số 23/20 là phân số tối giản rồi nên ta sẽ dừng lại ở đây. Tiếp theo là câu B. Câu B là phép tính trừ 5/8 trừ đi 4/9. Rồi, đến đây thì cũng là phép trừ 2 phân số khác mẫu số thì ta sẽ quy đồng. Mẫu số chung của 2 phân số này là 8 nhân với 9 là bằng 72. Ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 9. 9 nhân với 5 là bằng 45. Và 8 nhân với 9 bằng 72. Tiếp theo ta quy đồng phân số thứ hai, ta nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai với 8. 4 nhân với 8 là bằng 32 và 9 nhân với 8 là bằng 72. Đến đây ta đưa được về hai phân số này có cùng mẫu số rồi thì ta giữ nguyên mẫu số là 72 và lấy tử số thứ nhất trừ đi tử số thứ hai. Ta lấy là 45 trừ đi 32 là bằng 13. Rồi, phân số 13/72 này là phân số tối giản rồi nên ta sẽ dừng lại ở đây nhé. Tiếp theo là câu C. Câu C là phép tính nhân 9/16 nhân với 4/3.
Ở đây là nhân hai phân số thì ta lấy là tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ tách ra này. Ở đây ta quan sát là ở đây trên này có 9 này, ở dưới này là có 3. Mà 9 thì bằng 3 nhân 3 nên ta sẽ tách ra để tí nữa giả nước cho nhau. Là 3 nhân với 3 này. Tiếp ở đây chúng ta quan sát là ở đây có 4 này, ở đây có 16. Vậy thì ở bên dưới chúng ta sẽ tách 16 thành 4 nhân 4 để tí nữa chúng ta giả nước cho nhau nhé. 4 nhân với 4 này. Tiếp theo số 3 này thì ta viết lại. Rồi, đến đây chúng ta sẽ giả nước là đây, đây có số 3 này, đây có số 3 thì ta rút gọn 3 cho nhau này. Tiếp đây là số 4 thì ta rút gọn số 4 ở đây. Rồi, ta vậy thì ở đây trên tử ta rút gọn số 3 này và số 4 này. Ở dưới này thì là số 4 và số 3 này thì kết quả cuối cùng còn lại là bằng 3/4. 3/4 này là phân số tối giản rồi. Tiếp câu D. Câu D là một phép tính chia 4/7 chia cho 8/11. Vậy thì ở đây là ta sẽ thực hiện là lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Rồi, đến đây là phép nhân của hai phân số rồi thì ta sẽ thực hiện như câu C. Ở đây là 4 nhân với 11/7 nhân với 8. Ta sẽ tách ra này. Ở đây là ta quan sát là đây có số 4, đây có số 8. Mà 8 thì bằng 4 nhân 2. Thì ta sẽ tách ra là 4 nhân với 2. Rồi đến đây là hai số 4 này ta giả nước cho nhau, ta rút gọn cho nhau ấy. Vậy thì trên tử này còn 11 và ở dưới mẫu này còn 7 nhân với 2 chính là bằng 14. Và phân số 11/14 này là phân số tối giản rồi. Tiếp theo là câu E. Câu E là 3/5 cộng với 4/5 chia cho 2/5. Rồi, như cô đã hướng dẫn ngay từ đầu thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia này trước và phép tính cộng này sau. Phép tính cộng này ta chưa thực hiện ngay thì ta viết lại. Còn phép tính chia này thì muốn chia hai phân số thì ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Có nghĩa ở đây là 4/5 nhân với 5/2. Đây, phân số 2/5 đảo ngược. Đây. Đến đây thì ta sẽ tiếp tục là viết lại cái phép tính cộng này. Còn phép tính nhân này thì ta thực hiện là ở đây là bằng bao nhiêu nhỉ? Ở đây là 4 nhân với 5 là bằng 20 và 5 nhân với 2 là bằng 10. Rồi, đến đây thì ta sẽ đưa cái phân số thứ hai này về có mẫu là bằng 5. Tại vì ở đây là 10 chia cho 5, chia hết cho 5 đúng không? Vậy thì ở đây này, ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho bao nhiêu để được mẫu số là bằng 5 nhỉ? À, ta chia cho 2 đúng không? Ta chia cho 2 thì 20 chia cho 2 bằng 10 và 10 chia cho 2 bằng 5. Đến đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số rồi thì ta thực hiện là cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Kết quả cuối cùng ở đây là bằng 13/5 nhé. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập thứ nhất. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ hai. Nội dung của bài tập số 2 là tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy. Ở đây là người ta cho chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy, mà độ dài đáy là ta đã biết là bằng 18 cm rồi. Vậy thì ta sẽ tìm được chiều cao, đúng không? Chiều cao ta tìm bằng cách là lấy 18 nhân với 5/9. Rồi, sau khi có độ dài đáy và có chiều cao rồi thì ta tìm được diện tích của hình bình hành. Công thức tính diện tích của hình bình hành là bằng độ dài đáy nhân với chiều cao. Rồi, thì bài này chúng ta sẽ giải như sau. Bài 2, bài giải. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm chiều cao
của hình bình hành. Là chúng ta sẽ lấy là 18 nhân với 5/9. Ở đây này là chúng ta có thể đặt tính này ra ngoài nhé. Là 18 nhân với 5/9 thì ta tính ở đây là bằng 18 nhân với 5/9 này. Rồi đến đây thì ta quan sát là 18 ở đây là có 18, ở đây là có 9. Thì ta tách 18 là thành 9 nhân với 2. Ở đây là nhân với 5/9. Rồi, ở đây thì ta rút gọn 9 ở tử và 9 ở mẫu số. Thì kết quả cuối cùng ở đây chính là bằng 2 nhân với 5. 2 nhân với 5 là bằng 10. Rồi, vậy thì chiều cao của hình bình hành là bằng 10, đơn vị là cm. Sau khi có chiều cao và có độ dài đáy rồi thì ta đi tìm diện tích của hình bình hành. Là ta sẽ lấy là độ dài đáy là 18 nhân với chiều cao là 18 nhân với 10 là bằng 180, đơn vị là cm vuông. Ở đây ta chú ý là đơn vị của diện tích này là cm vuông nhé. Đến đây đáp số là 180 cm vuông. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 3. Nội dung của bài tập số 3 là một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô và búp bê. Số búp bê bằng 2/5 số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô. Ở đây trong bài toán này người ta cho là có 63 đồ chơi bao gồm ô tô và búp bê. Có nghĩa là tổng số ô tô và búp bê là bằng 63. Số búp bê bằng 2/5 số ô tô. Có nghĩa là số búp bê chiếm 2/2 thì số ô tô sẽ chiếm 5/5, đúng không nào? Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số. Vậy thì ta sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên thì ta sẽ vẽ sơ đồ. Ở đây là sơ đồ thì số búp bê sẽ chiếm 2/2 và số ô tô sẽ chiếm 5/5. Và tổng tất cả là có 63 đồ chơi. Tăng hoặc ở đây là 63 đồ chơi. Rồi, ở đây đề bài hỏi là có bao nhiêu chiếc ô tô thì ta sẽ hỏi chấm ở đây. Chiếc ô tô. Rồi. Vậy thì bài toán này chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên thì theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau. Là chúng ta sẽ lấy là 2 cộng với 5 là bằng 7. Đơn vị là phần. Rồi, 7 phần này sẽ tương ứng là 63 đồ chơi. Vậy thì giá trị của một phần ta sẽ lấy là 63 mà chia cho 7, đúng không? Sau khi tìm được giá trị của một phần rồi thì ta sẽ tìm được là số ô tô của gian hàng đó. Thì ta sẽ lấy giá trị của một phần nhân với số phần của ô tô là có tất cả là 5 phần thì ta sẽ nhân với 5. Số ô tô trong gian hàng là ta sẽ lấy là 63 chia cho 7 là giá trị của một phần nhân với số phần là nhân với 5. 63 chia cho 7 là bằng 9. 9 nhân 5 là bằng 45. 45 chiếc ô tô. Đáp số là 45 chiếc ô tô. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 4. Nội dung của bài tập số 4 là năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?
Ở đây, trong bài toán này, tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi, có nghĩa là tuổi bố trừ đi tuổi con bằng 35. Và 35 này chính là hiệu, đúng không nào? Tuổi con bằng 2/9 tuổi bố, có nghĩa là tuổi con chiếm 2/2 thì tuổi bố là chiếm 9/9. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Vậy thì ta sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên thì ta sẽ vẽ sơ đồ. Tuổi con là chiếm 2/2 và tuổi bố chiếm 9/9. Và tuổi bố trừ đi tuổi con bằng 35. Đây, 35 tuổi. Đề bài yêu cầu là hỏi là năm nay con bao nhiêu tuổi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ hỏi chấm tuổi con ở đây. Rồi, sau khi vẽ sơ đồ xong thì ta đi tìm hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau ta sẽ lấy là số phần tuổi bố là 9 trừ đi 2 là bằng 7, đơn vị là phần. Rồi, ở đây là 7 phần tương ứng với 35 tuổi. Vậy thì giá trị 1 phần ta sẽ lấy 35 mà chia cho 7. Và sau đó thì ta tìm được tuổi con. Tuổi con thì bằng giá trị 1 phần nhân với số phần là ta nhân với 2. Tuổi con là ta lấy là 35 chia cho 7 được giá trị 1 phần và nhân với 2. 35 chia cho 7 là bằng 5. 5 nhân với 2 là bằng 10. Đơn vị là tuổi. Rồi, đến đây ta đáp số là 10 tuổi. Rồi, đến đây ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Ta cùng bước sang bài tập cuối cùng là bài tập số 5. Nội dung của bài tập số 5 là khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp. Ở đây người ta cho là hình H này. Phân số chỉ số phần đã tô màu của hình H bằng phân số chỉ số phần tô màu của mỗi hình. Ở đây có các đáp án tương ứng với mỗi hình là đáp án A, B, C, D tương ứng với các hình khác nhau. Ở đây ta quan sát này, hình H là hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ bằng nhau. Vậy thì phân số biểu thị số phần tô màu ở hình H này chính là bao nhiêu nhỉ? À, ở đây ta phân tích nhé. Tổng số phần được chia là làm mẫu số, còn số phần tô màu là làm tử số. Vậy thì hình H biểu số phần tô màu ở hình H là biểu thị phân số là 1/4, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ ta phân tích từng hình một nhé. Đầu tiên là hình A. Hình A là hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau. Vậy thì mẫu số của phân số này chính là 8. Và số phần tô màu là ta làm tử số. Vậy thì ở đây ta tô màu 1/1. Vậy thì ở hình thứ nhất biểu thị phân số 1/8, được chưa nào? Rồi, tương tự như thế, hình thứ hai. Hình thứ hai là hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau và ta tô màu 2/2. Vậy thì phân số biểu thị phần tô màu ở hình thứ hai chính là 2/8, đúng không nào? Rồi, bây giờ ta viết vào đây nhé. Đầu tiên này là hình H biểu thị phân số một phần tư. Đây là số phần tô màu. Tiếp ở câu A. Ở câu A thì phân số biểu thị số phần tô màu chính là
biểu thị phân số 1/8. Câu B là biểu thị phân số 2/8. Ở đây phân số 2/8 này ta có thể rút gọn được đúng không? Ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho 2 thì ta được là 2 chia cho 2 bằng 1 và 8 chia cho 2 là bằng 4. Rồi. Tiếp theo câu C. Câu C là hình thứ 3. Hình thứ 3 thì số phần tô màu ở hình này là bao nhiêu nhỉ? Đây là hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau. Ta tô màu 1 phần. Vậy thì hình thứ 3 biểu thị phân số 1/6. Câu C là biểu thị phân số 1/6. Rồi tiếp câu D tương ứng với hình cuối cùng là đây là hình chữ nhật được chia thành 6 phần bằng nhau và ta tô màu 3 phần. Vậy thì phân số biểu thị số phần tô màu ở hình D chính là phân số 3/6. Hình D là biểu thị phân số 3/6. Phân số 3/6 này ta có thể rút gọn tiếp là bằng bao nhiêu nhỉ? Ta chia cả tử và mẫu của phân số này cho 3. 3 chia cho 3 bằng 1 và 6 chia cho 3 bằng 2. Vậy thì hình cuối cùng biểu thị phân số 1/2. Ở đây ta so sánh nhé. Là hình H biểu thị phân số 1/4. Vậy thì các đáp án này tương ứng. Vậy thì chỉ có đáp án B là biểu thị phân số bằng với phân số đã biểu diễn của hình H thôi đúng không nào? Vậy ta chọn đáp án B. Rồi, được chưa nào? Rồi đến đây ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào các buổi học lần sau nhé. Khóa học Việt Jack. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.